Chào các bạn, và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái sản phẩm dành cho dụng cụ làm vườn ha. Thì đây là một cái sản phẩm của thương hiệu Buddy. Thì Buddy mình cũng có giới thiệu các bạn nhiều cái sản phẩm rồi. Thì ở đây mình cho bạn xem một số cái sản phẩm như là cưa. Thì đây chúng ta sẽ có cái cưa nhỏ, các bạn có thể gọi là cưa cành nhỏ hoặc là cưa lỏng hoặc là cưa cầm tay, vân vân ha. Thì để phân biệt nó với những cái cưa khác thì các bạn chú ý cái sản phẩm này có cái mã hàng luôn nha các bạn. Ở đây thì để mình cho các bạn xem cái bao bì, mình tháo ra cho các bạn xem nha. Thì đối với cây cưa của Buddy Đài Loan này á, nó rất là nhỏ nhắn, xinh xinh như thế này, thuận tiện nha các bạn sử dụng cắt những cái cành nhỏ bên trong những cái gốc kẹt, những cái cành chi chít bên trong những cái gốc cây. Thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn nhé. Đối với sản phẩm này, để các bạn có thể phân biệt với nhiều sản phẩm khác thì nó có mã hàng là B0027. Đây cho các bạn xem nè. Đây. Ha. Đây cho các bạn xem kỹ một tí nha. Đây cái tay cầm bằng cán nhựa, rất là nhỏ gọn, thuận với tay cho chúng ta. Ha. Cho các bạn chú ý mình nhắc lại cái mã hàng sản phẩm là bằng C0027 nha. Buddy C0027. Dễ dàng mua hàng. Lên Google gõ Buddy BUDDY C0027 ở đâu bán thì mua, không nhất thiết là phải mua bên mình. Còn thấy bên mình bán ok, các bạn ủng hộ vậy là mình cảm ơn rồi. Thì mình chờ bạn chút cho bạn xem đây, cái lưỡi cưa rất là sắc nhọn ha, được gia công tỉ mỉ rất là đẹp luôn, các bạn nhìn thấy không, cái lưỡi cưa này nhọn hoắt. Đây người ta mài dũa rất là tỉ mỉ luôn, giá cực kỳ rẻ luôn ha. Đây C0027 hàng Buddy Đài Loan sản xuất, các bạn chú ý nè, người ta ghi là tiêu chuẩn Nhật chứ không phải sản xuất tại Nhật nha, tiêu chuẩn Nhật, sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật. Rồi đây là một mã hàng của sản phẩm tiếp theo, BC0038. Đây là một cái cưa gỗ, cưa tay 350mm là chiều dài của phần lưỡi 350mm. Đây bọc trong một cái bao bên ngoài các bạn, cái vỏ bên ngoài là bằng nhựa. Sản phẩm này cũng có nhiều hãng mình thấy bán trên thị trường rất là thông dụng, nhưng mình đang giới thiệu cái hãng của Buddy, một hãng sản xuất tại Đài Loan. Những cái dụng cụ đa phần được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, mình chú ý nha, sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật. Đây các bạn nhìn thấy cái móc, chúng ta móc treo hoặc chúng ta chắc lên trên thắt lưng, bất kỳ nào mang theo, gài bên hông rút ra, ok quá tuyệt vời ha. Đi rừng hoặc chúng ta làm rẫy, làm nương, cắt cành, nhiều cái công việc làm vườn mà cái sử dụng cái cưa này rất tiện lợi luôn các bạn nha. Đây cho bạn xem bên trong này cái vỏ này. Đây cái lưỡi này sắc bén nè bạn, rất là nhọn luôn, gia công tỉ mỉ luôn, lưỡi tuyệt vời ha. Sản phẩm này là sử dụng bằng thép, các bạn chú ý nha, bằng thép. Cho nên là cái việc mà nó bằng thép thì cái điều kiện các bạn sử dụng bị nước mưa hay là nước nhiễm mặn, phèn vân vân bị dính vào, hoặc các bạn sử dụng có bị dính mủ của cây khi bạn cắt lâu ngày thì nó vẫn ố, vẫn sét, rỉ sét bình thường các bạn nhé. Chúng ta làm xong chúng ta vệ sinh sạch sẽ bằng dầu nhớt vân vân lại thì nó sẽ an toàn và nó bền ha. Còn việc chúng ta cứ sử dụng cưa xong quăng và dục đại đâu đó, nước mưa hay là nhiễm mặn, phèn hay là nước hay gì đó thì cũng sẽ bị sét nha. Những cái mẫu cưa đây nè, mình cho bạn xem nè, tiếp hai cái mẫu là cưa gỗ đây, cưa bằng gỗ, cán gỗ, vỏ gỗ, bao gỗ các bạn nha. Ha, cái bao đựng bằng gỗ đây cho bạn xem, hai cái thước là 240mm và 300mm. 300mm là chiều dài của cái phần lưỡi nha bạn. Đây cho bạn xem luôn nè, hãng Buddy, sản phẩm có in dán tem nhãn khắc lên trực tiếp lên cái phần lưỡi luôn đó, có hãng, có tên, có thương hiệu. Chú ý nè, các bạn nhìn thấy người ta ghi là sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, nhưng mà mình nhắc lại không phải là sản xuất tại Nhật, đây là hàng của Đài Loan. Đây này nè, để đeo vào thắt lưng này đây ha. Rồi mở cho bạn xem bên trong đây, vỏ cái bao này nè cũng khá là chắc chắn đẹp,
Nói chung là chúng ta không quan trọng về vấn đề bao lắm, thì các bạn xem cái sản phẩm nào rẻ thì chúng ta mua thôi, bằng nhựa hay bằng gỗ cũng được, tại vì cái phần lưỡi nó đều giống nhau về chất lượng mà. Ha, ở đây là 240mm này. Đây, cho bạn xem. Ok, ok, ok. Đây, phần lưỡi nè. Nè, đó, cái mũi. Đó, các bạn thấy không? Để cưa cây thì tuyệt vời rồi. Chúng ta sử dụng thường cái cưa lá liễu, thì bây giờ chúng ta cầm cái cưa này gọn hơn ha, sử dụng tuyệt vời hơn. Thì sản phẩm nó cũng có những cái chi tiết như vậy thôi. Các bạn nào quan tâm những sản phẩm thì xem những cái đường link phía dưới. Mình có những đường link dẫn đến những cái trang web mua hàng, ví dụ như Lazada, Shopee, Sen Đỏ, website của bên mình, hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo, nhắn tin, hỏi là được rồi, không có vấn đề gì cả. Không muốn được không sao, quan trọng là vui vẻ các bạn nha. Rồi, chào các bạn và chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Chào tạm biệt.